Ok thì xin chào các bạn và đã đến với một game như Connect Bot nữa. Ồ, chúng nó sự kiện rồi. Thì bây giờ chúng lần trước no. Nghĩa là lần trước thì tôi với cả anh Đạt với anh Thế Minh cũng đã làm một video chơi chơi như Connect Bot rồi, nhưng mà cái video đấy thì nó cũng xàm xàm thôi, nó chỉ là chơi xong rồi hét hét rồi. Đấy là tôi mới chơi nên là tôi không biết. Bây giờ thì cái thời gian survival của tôi cũng đã tăng rồi nên là tôi nghĩ là tôi cũng đã có thể pro rồi. I'm strong. Đây là cái này là nó sẽ Aoni. No. Thì cái trò này là đơn giản thôi, nó chơi là nó chỉ cần thoát ra khoảng mấy thằng Nightbot là được. Thì với cả sống lâu nhất thì tôi đang có 92 second rồi. Thì đây các bạn để nhìn trên cái leaderboard, chắc là leaderboard nói, nhưng mà không ra tôi là survival best nhất của tôi là 477 giây. Thì bây giờ tôi sẽ cố để phá kỷ lục đó ấy, bằng cách là survival lâu nhất có thể. Ui, có đang nào, có đang có nào. Nhà cái game này, cái video này cũng chỉ gọi dạng là chơi. Cứ tưởng cái thằng ui, ôi chạy 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 no, thằng ai đâu, chết rồi, thằng xem thằng này nó có chạy đi không. Nghe tiếng thôi. Ôi, thằng chết. Oh my god. Bây giờ tôi biết một cái secret man trong mình không. Oh no. Bọn này phải chờ cái thằng Judge này đi đã, rồi bọn này nó cứ thích cái. Bây giờ tôi sẽ làm một cái Đấy, bây giờ tôi sẽ làm một cái cú gọi là mạo hiểm. Thằng thằng đấy nó vẫn đang ở kia thì tôi sẽ đi ra đây. Rồi, hay quá, may quá. Đây là một cái secret van nha các bạn, không hẳn là secret van nhưng mà kiểu để tôi xem. Thằng George kia thoát rồi. Cái này nó cũng như kiểu là một cái stream chơi game các bạn. Chúng chạy toán loạn này. Đi em ơi, đi đi em ơi. Ui là Armstrong. Ôi thôi chưa mai. Rồi bây giờ tôi sẽ đi cái secret van này. Tôi sẽ đi xuống dưới tầng. Bây giờ chúng ta cũng có thể cố tìm được Obunga, tại vì Obunga khá là hiếm. Chết, có thằng nào ấy, con nào, chết 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 chết. Nghĩa là nó mình đi đâu nó cũng nhìn được ấy, hiểu không các bạn? Mình đi đâu thì bọn Nightbot này nó cũng nhìn được hết. Chẳng qua nó có đuổi, muốn đuổi mình không hay không. Đây đây đây, thằng Quan đi Dingo, Quan đi Dingo is coming. Ô chưa, quên mất. Thì cái này là cẩn thận nó đấy. Lag các bạn ạ. Tôi vừa quay vừa chơi này khá lag các bạn ạ. Thông cảm. Nếu mà kể cả cái giọng nó có bị chậm như cái video thì cũng thông cảm nhé. Và cái nước Bloxy này tôi cũng có một cái mẹo cho các bạn là đừng uống hai cái. Nếu mà uống hai cái là mình bị chết đấy. Mình bị trưởng nhanh quá ấy, xong mình bị chết. Đó, đấy là cái nước này nó sẽ nhanh hơn. Bây giờ tôi phải nghe. Bây giờ tôi phải giảm graphics của một chút để cho dễ nghe hơn. Không có ai cả, quá vắng. Ui thằng ao đi ao đi ao đi đi ao đi chết tôi hết hết chết nó gì nó 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 nhơn 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 ôi là em xong kìa. Ôi rồi làm sao đi kìa, lắm đi. Hello, madam. Goodbye.
Đây, bây giờ tôi sẽ đóng cái cửa. Đây, vào, giỏi bắt đi. Rồi, tôi sẽ đi căng tin. Căng tin này rất là mạo, không phải là căng tin mà cái shop ấy. Nó khá là mạo hiểm vì những thằng boss đấy ra đây, nó hay đứng rình ở đây. Mày vào đi, vào đi, vào đi. Nghĩa là bọn này nó cứ đứng rình ở dưới tầng. Ui dồi, xa xa đi, xa đi, chết, chết, chết. Chết rồi, chúng nó khóa cửa mình rồi. No. Thôi rồi, đành mạo hiểm. Chúng nó mở lại, ok. Được rồi, đi. Đóng, 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 đóng. Rồi, được rồi. Ui, ui, thằng cái này. Bọn chết rồi, bọn chết rồi, chắc chắn bọn chết rồi. Chết hết rồi, ngu quá. Đúng lúc mình đóng cửa, chúng nó chết hết rồi. Ui, thằng Quan đi Dingo đến lúc nào ấy. Ôi trời ơi, chết rồi. Ui, con thằng survive 3.000 second đó. How is that possible? Đó, mình có thể này đâu, mạnh dạn lên, cứ đi thôi. Chúng ta cứ đi thôi, đi thôi, đi thôi. Không thấy, Obunga đâu cả. Dám mà gặp được Obunga, Obunga anh Thế Minh, anh pro đấy anh. Anh hay bảo là nó spawn trên tầng 2 các bạn ạ. Ở trên đây là dead end mà. Nó hay spawn trên tầng 2 hay tầng 3. Ui dồi ôi, thằng Sanic với cả thằng Zerma. Ôi mà mình có Bloxy mà mình việc gì mà lo này. Let's see. Ui dồi ôi, Quan đi Dingo. Quan đi Dingo here. Xong. GTR, hello. Có một fanboy của Nissan GTR đây này. Mở 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 cái cửa vào, mở cái cửa vào. Cho thằng Sonic vào, Sonic ơi, vào đây bắt mấy cái thằng này đi. Để tôi sẽ lùa thằng này ra. Ui. Ui, what the hell, tao tưởng có mỗi thằng Sadik ở đấy hóa ra có cả thằng Armstrong nữa đấy. Ui, bất ngờ. Thằng đấy bé đấy, à, thằng Fujitsuman ở đâu không? Thằng Jerma với cả thằng Ted đấy, cái đấy là thằng làm... Oh, shit. Thằng Jerma với cả thằng gì nhỉ? Thằng Pinhead đúng không? Pinhead. Ui, thằng Pinhead. Tôi sẽ dùng đường bí mật nha. Ui. Lúc nãy là thằng Sanic với cả thằng Zerma nó đuổi trên tầng, bây giờ xem còn nó có chúng nó còn spawn trên này không. Đấy, hết spawn rồi. Cái gì đây? Chỉ mong Obunga ơi. Obunga spawn đi. Spawn Obunga đi. Tại sao lại không spawn nữa? Đây này, cái đoạn này là nếu mà các bạn mà cái cửa nó what was that? Nếu mà cái điện mà nó bị kiểu tắt đi ấy, là nó sẽ các bạn ra đây để sửa này. Đấy. Tiếng gì ấy? Tiếng đóng cửa gì ấy? Có bóng này. Hello. Why you stand here? How could you? Oh, hello. Oh, đây là chiếc xe gì đây để tôi xem nhá. Như là đây chiếc chiếc gì nhỉ? Nhìn như chiếc mắt à không, chiếc Chevrolet Malibu à không, không Malibu gì mà bánh. Này Avel. Không, tôi chả biết nó nhìn khó. Hả? Tiếng gì đấy? What is that noise? Con này con gì, con gì nhỉ? Tôi cứ đứng đây thôi, tôi cứ đứng đây thôi, chả có ai cả. Nào cũng có ai đâu. Tôi nghe cái tiếng gì. Oh, có nhà vệ sinh. Hello. Không vào được à? I want to pee. Please let me in. Chỗ này như là cái chỗ spawn của thằng Obunga hay sao ấy. Come on, spawn out.
Chết, nó chắc chắn sẽ chết. Rơi ma rồi. Ôi, 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 sao cái cửa nó không mở đấy? Ô bung gà đâu vậy? Sao bung gà? Cái trò này đến tận hình như trong này có thằng cả đó là chết luôn. Anh đang quay video. Ui dồi ôi. So I need you die because I have a secret way. What a bastard. Thì ra là Nico có những map khác mà mình không, mình phải tự discover đi đài. Lại blacked out. Chết rồi, trong này là cái chỗ mà mê cung khó nhất này. Xong lại còn phải tìm cái ổ điện nữa. À đây rồi, power up đây rồi, hay quá. Đấy, các bạn cho các bạn phải suy luận thì không. Cứ nhìn thấy cái ổ điện mà thấy cái sẵn sàng là có cái power up. Đấy, một power, đấy là một power là cho tôi nha. Ở đây thêm một cái nữa này, hay quá, trong này là đầy đầy cái power up luôn. Một thằng Sonic kìa, Sonic giết nhiều đấy. Ok, hai cái ổ điện này, còn ổ điện thôi tôi thấy cửa ra là tôi đi ra đấy, không là bọn boss mà nó bắt gặp mình là chết. Không power up được. Bọn anh không nhận gì, nốt mình trong này luôn. Mình đã mất công rồi. Mình mất công là mình power up rồi, thế mà mấy ông này không đi. Nào đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ lên tầng 2 để tôi sửa điện. Này như ăn không ớt nhỉ. Có đúng cái chỗ này không nhỉ? Không, tầng 3. Tầng 3 là cái chỗ sửa điện. Có thằng boss nào ấy. Không phóng. Đâu? Có gì đâu? Ủa, có bóng không? Mình sợ đấy. À, chỗ sửa điện là thường thường là hay ở dưới ghế nhá. Đây thì không có đây. Hai hộp điện mà tôi đều tôi activate rồi. Và tôi sẽ uống Roxy để tôi tăng.
Hay quá. I can see the whole map. Holy moly. Nhiều khi tối quá tôi lú quá. Đây, 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 trong này cũng có cái ổ điện. Từ đường cái này lên còn có power up điện nhanh hơn không nhỉ? What a great idea. Không. What? Suffering. Ở đây rồi. Từ từ tôi sẽ uống block xin. Để xem nó có nhanh hơn không. Hy vọng nhanh hơn. Không nhanh hơn. Ờ, hình như cũng có nhanh hơn một chút đấy. Oh shit, có thằng nào. Đi lít tao, sắp lít tao rồi. Oh! Something, something, something big coming. Ôi! Thằng Jojo nha, thằng Jungler nha. Mày. I hate you, bitch. Bitchy. Mất điện rồi. Mất điện là không. Oh! Quang đi, đinh hồ. What a bastard he is. Vẫn là cái chỗ này. Con đi đinh hồ đâu. Được rồi, tao biết là chúng nó sẽ ở đây nên là tao sẽ chạy. Thao! I'm from, chắc chắn là I'm from. Rồi, tôi sẽ vào cái phòng này. Ơ! Cái phòng này cũng blackout luôn. Xong ở trong này là một thằng nào đấy. No, get the hell out, no! What? Một cái map mới là tôi vừa phát hiện ra nha. Oh, I can actually see them. Cái này là một cái lợi đấy. Sợ một cái lợi. Chỗ sửa điện đâu rồi. Ôi, gì đấy. Ve tu sửa đi ăn. Tại sao điện mất một cái đài này nó có phát nhỉ? Chắc là ta đến đây chúng ta tìm cái chỗ sửa điện rồi. Tao gánh hết điện rồi. Thì ra các cái chỗ sửa điện nó ở trong random mai mà. Oh, this is a nice place to hide. Thank you.
này chứ người nào ngon. Có món nào ở đây không? Ôi trời, không có chỗ nào cũng sợ. Oh shit, xa đấy. Ôi, ôi, tập tập tí đai, tập tí đai. Rồi, xa đấy thì nó sẽ dùng mày đai. Ây dô, xa đấy. Có cái thằng nào ấy, có thằng thằng cái tiếng reng reng chuông chuông đấy chỉ có thể là thằng là mẹ Isanic. Sanic rồi. Tôi có thể thoát khỏi cái map này và tôi đi được một cái map khác. Oh no 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 no. Thằng quan dingo này giết tăng 2 lần rồi. Sao mình nhanh thế? Từ dưới tầng hầm rồi lên đâu kiểu gì mà lên được luôn gì à. Có một cái map nào không? Tôi nhớ có 3 map cơ mà. Có 3 map trong này. Sonic, Sonic. Sonic được. Ui. Ui, ui. À, mày gọi mày lại đây mày bắt tao này. Ui, ui. Ui, ui. Mày đói mày lại đây. Ui, 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 ui. Đâu? Đâu? Tại sao nó đứng ở xa nó vẫn đánh cho mình? Thôi kệ, tôi dụ ra. Alright, let's get out of this piece of shit. No! Cái thằng vô ba, cái thằng vô ba. Ui! Quan đi, Dingo! Rồi giờ ta sẽ đi đường bí mật. Liệu cái đường bí mật này có dẫn thằng ta đâu đấy mà nó bí mật luôn. Oh yes, aha, finally. Ui thằng nào đang ở đây, ui thằng George. Ghét vào trong này, tại sao ta lại vào trong này nhỉ? Trong này có ung ga không? Hello? Trong này đi phải nhớ cái đường không là không về được. Đây là xếp luôn. Thế thì cuối cùng là có một cái map ở đây này. Xem có cái map nào khác không? Oh! Secret van! Ayo! 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 Cái gì đấy? Ôi đừng dưỡng trường này. Ôi, ôi, ôi. Phải đứng gần gần mà không xong nó giết mình mất. Secret van, cho các bạn mà xem cái này là các bạn nên đi cái đường secret van này nhé. Ủa đây. Thế không? À đây là một trong khác. Nó đang cố để tìm mình nhưng nó không tìm được mình. Được rồi, bây giờ ta cứ thấy cái ven nào ta vào nhé.
này như Among Us đây, nhưng chung cộng Imposter Among Us. Bây giờ tìm được cái đường ra chỗ một chỗ mà kiểu oh shit, đừng gần vào không là nó giết mình ấy. Đấy, đấy, đấy. Nó không bắt được mình vì nó không vào được cái ven nhỏ mà. À, lợi thế của chú bé nhỏ. Đấy, nó đang tìm mình nhé. Thôi, tôi sẽ tìm một cái event khác. Tôi sẽ tìm. Rồi, tôi đã rút ra những kinh nghiệm. Vậy tôi đã biết secret ven này. Đây đúng. Oh shit. Oh. Okay. 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 I understand, huh? Thiên nhiên chúng mày. Được rồi, được rồi. Nó rất cay nha. Ừ, thì ra là có một cái cục rồi. Đáng thế. Oh my god, almost died bro. How đi mày, thích chết không? Hả? Wanna die bro. Chết rồi. Vào đây thì làm sao bây giờ? Đây cái chỗ đống đổ rác mà. Oh shit, I'm stuck bro, I'm stuck bro. Oh hello. Ôi ôi, không respect nha, đã vòng qua rồi mà vẫn chết à. Được rồi, mày cứ nhớ đời đấy, thì tao sẽ tiếp tục tao làm thử. Mở cửa đi em. Yes. Ôi, ôi. What? Đây là cái gì? No, don't go in there. What a bastard. Jojo. Ôi, chết chúng mày rồi. Ôi. Đợi vào nữa thôi, chết rồi. Một chết chết rồi. Going to die in this one. Oh shit. They come in. They come in. Hell. Mở cái cửa ra. Yes. Không ra cái chỗ đổ rác mà đúng không? No no no. Arrow. Arrow à? Sao arrow? Tầng 2 này, tôi phải discover more hơn nữa. Được rồi, let's go up.